Để xuất được file Vcode mong muốn thì chúng ta cần phải load file 3D vào. Có hai lưu ý. Lưu ý thứ nhất, file 3D phải là file dạng khối, không được file dạng bề mặt. Như vậy, nếu đưa vào file dạng bề mặt thì phần mềm sẽ xuất ra bị lỗi và máy chạy bị lỗi. Lưu ý thứ hai, phải kiểm tra xem file có bị lỗi hay không. Để biết được file có bị lỗi hay không, chúng ta xem một trường hợp ở dưới đây. Đây là một ví dụ về một file in 3D bị lỗi. Để biết lỗi như thế nào, chúng ta có thể thấy được di chuyển. Đây, chúng ta thấy ở trên bề mặt của nó xuất hiện những vết chấm vàng sáng hơn như vậy. Thì nguyên nhân của cái này là do file này được vẽ, mặt trên của file này được vẽ ở dạng surface chứ không phải là một khối. Đây, chúng ta có thể thấy rõ hơn khi xem ở chế độ layer. Phần top của nó không được hình thành, nó chỉ lên ngang đây và nó kết thúc. Do đó, những file surface máy sẽ không in được, xuất ra file sẽ bị lỗi và in ra cũng sẽ bị lỗi. Đây, chúng ta có thể thấy có những điểm chấm vàng ở đây. Như vậy, việc kiểm tra file trước khi in, trước khi xuất ra cái code, đó là một phần quan trọng để tránh những rủi ro khi mình in file ra, giảm thiểu những hao phí. Phần mềm Cura có khá nhiều thông số, tuy nhiên phía người sử dụng chỉ cần quan tâm các thông số được hướng dẫn trong bộ video này. Người dùng không được can thiệp vào tab Start và MG Code tab này của nhà sản xuất và những thông số filament để mặc định khi chúng ta load profile vào, vì nó đi theo kích thước phần cứng của máy. Riêng cái thông số not so size thì chỉ trong trường hợp khách hàng thay đổi kích thước của kim phun thì chúng ta phải điều chỉnh lại thông số này. Trong tab file có khá nhiều thông số, chúng ta chỉ thường sử dụng thông tab load model file là để chọn file 3D để in. Tab save model là trường hợp chúng ta đã tùy chỉnh và chúng ta muốn lưu lại, thì việc save model sẽ giúp lưu giữ bản tùy chỉnh trước đó của chúng ta. Định dạng của nó là đuôi AMF. Đây là tab save code. Ngoài ra, Cura có cung cấp cho chúng ta hai cách để loop hoặc là khôi phục profile. Đối với cái loop profile là khi chúng ta đã tùy chỉnh profile ứng ý theo ý muốn của mình, hoặc chúng ta thấy hài lòng với bộ profile này thì chúng ta có thể lưu lại ở đâu đó để trường hợp cần thiết có thể tái sử dụng. Một tính năng khác đó là load profile to the code, nghĩa là trong trường hợp bạn muốn khôi phục cái bộ profile từ một file the code nào đó đã xuất trước đó thì chúng ta có thể sử dụng tính năng này để load ngược profile đã sử dụng cho trường hợp xuất G-code trước đó. Tab Tool hầu như không sử dụng nên chúng ta cứ để mặc định vậy. Và Tab Machine thì đã được giới thiệu trước đó. Tab Expert thì ở đây chúng ta có thể vào để can thiệp tùy chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, thường chúng ta chỉ quan tâm tới những phần Support Wrap. Còn những phần khác được nhận, đây là những phần tùy chỉnh của nhà sản xuất. Những người sử dụng mới không nên can thiệp vào những tab này